Tầng bậc trí tuệ. Tầng bậc trí tuệ gồm có 5 loại, 5 tầng bậc. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về nhận thức nội tâm, chuyển hóa tâm thức, chuyển nhận thức nội tâm. Ở 5 tầng bậc nhận thức nội tâm thì sẽ có những điểm khác biệt với nhau. Tầng bậc thứ nhất là trạng thái nhận thức nội tâm. Con người, sự vật, sự việc, hoàn cảnh, đúng sai, thật giả, nên hay không nên. Đó được gọi là trạng thái nhận thức nội tâm. Người nhận thức được sự vật, sự việc, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì giả, thật, thì người đó đang ở tầng bậc trí tuệ bậc 1. Còn những người không có trí tuệ ở tầng bậc 1 là những người nhận thức được nhưng họ luôn bực bội và phán xét, thì đó không phải là những người có trí tuệ, hay nói cách khác là những người có trí tuệ nhận thức nội tâm. Tầng bậc thứ hai là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Tầng bậc thứ hai này có nghĩa là chúng ta nhận thức được đạo lý những gì mình làm do xuất phát từ bản thân nhưng không sinh cái tâm oán trách, thì đó được gọi là nhận thức cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Nhận thức tầng bậc thứ ba là trạng thái tánh không của nội tâm. Trong tầng bậc nhận thức trí tuệ này thì ở loại thứ ba này á, thì nó được chia thành hai loại là tính không và tánh không. Tính không là mọi vật do nhận thức bên trong, do bản thân chúng ta nhận thức về sự vật, sự việc, về đúng sai, thật giả. Còn tánh không là khi chúng ta nhìn thấy sự vật sự việc nhưng chúng ta chưa tưởng tượng hình ảnh của nó, chúng ta không đặt những cái tham vọng của mình lên sự vật sự việc thì nó được gọi là tánh không. Tầng bậc thứ tư và tầng bậc thứ năm. Tầng bậc thứ tư là tầng bậc thứ tư được gọi là tự nhiên biết của nội tâm, là trạng thái chúng ta tự nhận thức, tự biết được một cái sự vật sự việc nào đó một cách tự nhiên mà không cần phải tưởng tượng hay là suy nghĩ nhiều. Và tầng bậc cuối cùng là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Thì tầng bậc 4 và 5 này sẽ được nói trong buổi học ngày hôm sau.